Chào anh em, thì trên tay mình đây đang là chiếc Fujifilm XF 33mm f1.4R. Chiếc lens này được ra mắt hồi tháng 9 với cái thiết kế quang học cũng như là cái ngoại hình mới. Có thể nói đây là một chiếc lens thay thế cho cái dòng 35mm f1.4 cũ đã ra đời được rất là lâu rồi, khoảng 10 năm rồi. Ok, hãy cùng mình khám phá xem là 1.4 có thể làm được cái gì và chiếc lens này nó có những cái gì hay nha. Vào video thôi. Tiên chúng ta nào nói về thiết kế, chiếc lens này nó có cái ngoại hình to hơn, dài hơn một chút xíu, cũng như là nặng hơn lên tới 350g. Nó có cái body nhìn thon hơn. Anh em khi mà gắn vào những cái chiếc máy như là Fuji XT4 ở đây thì combo này trông sẽ rất là cân đối. Cái điểm mới mà có thể dễ nhận thấy nhất ở trên chiếc lens đó là cái nút khóa auto. Anh em có thể chuyển qua chế độ auto và khóa nó lại. Thường thấy cái nút này xuất hiện trên những cái chiếc lens GF. Mình nghĩ đây là một cái nâng cấp mà những cái chiếc lens XF tới nó sẽ có. Bên cạnh đó thì cái chiếc lens này vẫn giữ lại được những truyền thống cũng như là đặc trưng của dòng Fujifilm XF. Ví dụ như là cái vòng lấy nét rất là mượt và bằng kim loại, cảm giác tay rất là đã, cũng như vòng chỉnh khẩu 1.4 tới 16. Về mặt cấu hình thì XF 33 f1.4 nó có cái thiết kế quang học mới cho chất lượng hình ảnh cao hơn, cái độ phân giải cũng cao hơn và nhiều cái yếu tố quang học được cải thiện rất là nhiều. Chúng ta sẽ có 15 thành phần ở 10 nhóm với 3 thành phần tán xạ cực thấp, 2 thành phần phía cầu. Thêm vào đó là Fuji đã cố tình bố trí và sắp xếp lại cái hệ thống quang học này nhằm cho ra một cái chất lượng mà Fuji gọi là Purity of the Light. Và anh em có thể hiểu đơn giản là cái chiếc lens này nó sẽ cho ra những cái tấm hình có độ trong trẻo và tươi hơn rất là nhiều so với những chiếc lens XF khác. XF 33 f1.4 được Fuji thiết kế theo cái concept là more sharpness. Fuji họ muốn một cái chiếc lens có thể tạo ra cái độ nét cao hơn và độ chi tiết nhiều hơn. Theo cái trải nghiệm nhanh của mình thì cái hình ảnh trên chiếc XF 33 f1.4 này nó có độ nét cực kỳ tốt, ngay cả khi ở trong điều kiện thiếu sáng cũng như là ngược sáng. Về cái khả năng lấy nét vào mặt người, mắt người cũng như follow theo mặt người thì đều có mặt ở trên chiếc XF 33mm f1.4 này. Mình cũng có một số cái bài test để thử xem là nó có nhanh hay chính xác hay không. Tốc độ tracking thì theo mình thấy rất là nhanh, chắc là do cái body XT4 là rất là tốt rồi. Nhưng mà cái khả năng mà follow theo cái chủ thể, cái điểm nét thì nó ở mức tương đối và đôi khi cũng mắc một chút sai sót. Nhìn chung trong nhu cầu sử dụng bình thường của mình thì không có gì để phàn nàn, tốc độ cực kỳ nhanh và mình thấy cũng rất là ổn định. Còn nếu mà nói về tốc độ lấy nét thì trên XF 33 f1.4 này mình đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Nó lấy nét rất là nhanh và theo mình thấy là tương đối là chính xác. Cái chữ LM trong tên của chiếc XF 33 f1.4 này có nghĩa là Linear Motor. Đây là một cái công nghệ lấy nét của Fujifilm rất là nhanh. Thông thường thì những cái chiếc lens XF thì không được trang bị cái công nghệ này. Tiếp theo có thể kể đến đó chính là bokeh của lens. Bokeh là một cái khái niệm mà nó rất là tương đối, anh em sẽ có những cái quan niệm đẹp khác nhau. Tuy nhiên theo mình thì bokeh của 33 f1.4 này tương đối là tốt, tròn vừa phải, không phải là nó quá tròn đâu, nhưng mà theo mình là ổn. Ở phần rìa của bokeh nó cũng không quá bị mờ hay là có viền. Mình thấy nếu mà nói về bokeh thì trên 33 f1.4 vẫn rất là tốt. Và cái điều cuối cùng, chống chịu thời tiết. Cái chữ WR ở trên cái tên của chiếc lens đó chính là Weather Resistant. Mình có một cái bài test về khả năng chống chịu thời tiết là mình có đổ nước vào trong cái lens. Và trong bài test đó mình vẫn hoạt động bình thường, mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru. Đây, sau khi test thì chiếc lens của mình vẫn ở đây, nó vẫn có thể chụp rất là bình thường. Cho nên đây sẽ cũng là một trải nghiệm rất là tốt với những anh em, thí dụ như anh em đi du lịch, đi chơi thì đột ngột gặp một cái cơn mưa thì anh em phải không phải quá lo lắng cho chiếc máy ảnh của mình và chỉ cần để nó ở trên người, cho dù bị ướt mưa một chút xíu cũng không sao. Có một cái lưu ý nhỏ là trên 35 f1.4 đời trước thì nó sẽ không có khả năng chống chịu thời tiết như thế này. Đó là một cái điểm để anh em có thể phân biệt được giữa cái lens đó và cái lens 33 mới này, tại vì nó có tiêu cự gần gần với nhau và cái cùng f1.4 để anh em có thể dễ dàng lựa chọn. Để nói về phụ kiện thì chiếc lens này sẽ đi kèm với
Một phụ kiện nữa đó chính là chiếc hút che sát. Khi gắn chiếc hút vào thì nó vẫn trông rất là cân đối, mình có thể cầm. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái cáp len ở phía trước. Đây, gắn vào. Rồi, đóng hộp thì cơ bản chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nói thêm về cái trải nghiệm sử dụng thì cái len XF33F1.4 này cho mình cái trải nghiệm rất là tốt. Mình có thể sử dụng nó trong rất là nhiều trường hợp khác nhau. 33mm một tiêu cự dễ sử dụng, chụp ăn uống, hộp mặt. Mình có thể đi gần lại chút xíu để chụp chân dung bán thân, bokeh lên các thứ rất là đẹp nhờ khẩu độ F1.4. Tiếp theo là cái khả năng chụp trong cái điều kiện thiếu sáng. Với cái khẩu độ mở lớn F1.4 này, mình có thể tự tin chụp ở trong những cái khu vực như là khuôn viên cà phê tinh tế vào buổi tối. Mình có thể chụp ISO thấp hơn. Chưa kể là mình sẽ sử dụng chung với những cái body ST4 như thế này, mình có thêm khả năng chống rung. Và lúc đó mình có thể tự tin hạ xuống 1/40, 1/60 để mà chụp cùng với lại F1.4. Hình ảnh lên rất là lung linh, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có thêm bokeh này kia nữa. Bên cạnh đó là ba thành phần ED, thành phần tán xạ cực thấp. Nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng về màu sắc, tái tạo màu đẹp hơn, cũng như là màu skin tone và màu crown nó trở nên tươi tắn và đẹp hơn ở trong điều kiện thiếu sáng. Fujifilm XF33F1.4 với cái lens rất là đa dụng, anh em có thể sử dụng trong nhiều trường hợp. Với những ưu điểm vượt trội như là chống chịu thời tiết, khẩu độ mở lớn, bokeh đẹp, cũng như là body nhìn cân đối hơn khi gắn vào những cái chiếc XT4 như thế này. Đó. Anh em nghĩ gì về chiếc lens này? Hãy cùng để lại cho mình những cái bình luận ở phía bên dưới nha. Ok, cảm ơn và xin chào anh em.